với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện, quản lý nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã. Trong 5 năm qua, tập thể cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Mô đã luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành một trong những điển hình tiên tiến của tỉnh. Yên Mô là đơn vị duy nhất của tỉnh có 3 nghị quyết chuyên đề của Hội đồng Nhân dân huyện về chuyển đổi diện tích đất cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả kết hợp với nuôi thủy sản, sản xuất lúa cá và nuôi thủy sản, đặc sản dưới dạng ao nổi. Đến hết năm 2021, toàn huyện đã chuyển đổi được trên 9.000 hectare ruộng trũng cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác mới, cho thu nhập cao hơn cấy lúa từ 4 đến 10 lần, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, mặt nước, lao động, kỹ thuật ở địa phương. Đối với sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi tham mưu cho huyện là khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trên diện tích mà cấy lúa phủ đất phủ sa thì sẽ cấy 90-100% diện tích lúa chất lượng cao để tăng cái giá trị trên mặt canh tác. Đặc biệt là trên cái diện tích đất ruộng trũng thì chúng tôi đã tham mưu cho huyện ban hành cái đề án để chuyển đổi cái diện tích này sang các mô hình canh tác mới. Và nhiều cái diện tích mà bà con đã tích tụ, có những hộ tích tụ tới 17 hectare để sản xuất cái hàng hóa công nghệ cao và cho giá trị thu hoạch 1 tỷ đồng trên 10 hectare. Toàn bộ khu ruộng này thuộc vùng đất trũng, cấy lúa kém hiệu quả, chỉ cho năng suất khoảng hơn 1,3 tạ một sào. Được sự tư vấn hỗ trợ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, gia đình anh Lã Phú Thuận ở xã Khánh Thịnh đã mạnh dạn thuê lại hơn 4 hectare ruộng của bà con để đầu tư gây dựng mô hình trồng ngó khoanh ngọt kết hợp với thả cá. Đến nay, sau hơn 1 năm gây dựng và phát triển, cho thấy loại cây này khá thích hợp với đồng đất nơi đây và mang lại hiệu quả kinh tế. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cũng như đặc biệt là Phòng Nông nghiệp huyện Yên Mô, thì cũng đã thường xuyên tới thăm mô hình và cũng tư vấn và hỗ trợ cho tôi về cái tinh thần cũng như là vật chất, đầu tư cho tôi 10 tấn phân vi sinh. Và cũng tư vấn về cái kỹ thuật cho gia đình. Tôi cũng thấy là được tạo thêm cái động lực để gia đình phát triển nó hiệu quả hơn nữa cái mô hình. Việc xây dựng thành công các mô hình chuyển đổi đã góp phần nâng cao thu nhập cho các gia đình, đồng thời còn tạo được nhiều việc làm cho lao động nông nhàn ở các địa phương. Cái mô hình của anh Thuận thì là nó là một cái mô hình đặc trưng cho xã. Về đích nông thôn mới nâng cao của xã Khánh Thịnh thì anh cũng đã làm từ năm 2021 cho đến năm nay, thì lúc nào cũng duy trì 6-7 lao động làm, thì mỗi một tháng thì anh gia đình anh trả cho người lao động 4,5 triệu đến 5 triệu một tháng. Trên địa bàn huyện cũng đã có một số cái khu cụm công nghiệp là giải quyết việc làm cho lao động, tuy nhiên thì cũng còn khoảng 40% lao động nông thôn là đang còn ở nông thôn, thì chúng tôi cũng phải đẩy mạnh cái việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của mỗi địa phương trên 3 cái lĩnh vực, đó là về trên diện tích đất lúa, trên diện tích đất màu và trên diện tích đất ruộng trũng. Chúng tôi là khai thác song song đó thì chúng tôi cũng phát triển cái sản phẩm ô cốp để tạo việc làm và nâng cao cái giá trị thu nhập cho bà con. Với những nỗ lực của cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và sự mạnh dạn trong phát triển kinh tế của người dân đã góp phần nâng cao giá trị canh tác trên địa bàn đạt gần 140 triệu đồng một hecta, tăng 41 triệu đồng so với năm 2016. Đây là tiền đề, là động lực để Yên Mô tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm cơ cấu lại nền nông nghiệp là động lực, nông thôn mới là nền tảng, nông dân là chủ thể.